Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã trở lại với channel của Phương Vũ. Hôm nay Phương sẽ tiếp tục đi show cho quý vị những căn nhà mới tại thành phố Riverside. Đây là cái khu vực high end nha quý vị ha, nhà là toàn 3-4 ngàn square feet không. Thì bây giờ Phương đang ở trong cái khu vực community này. Phương sẽ đi đến những cái nhà model home và có một vài người bạn đi với Phương. Hôm nay là một bài rất là đẹp tại Cali. Rồi bây giờ đây là chị Helen, bạn của Phương. Thì, không hẹn mà gặp nha. Không hẹn mà gặp. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm rồi bỏ lên YouTube rồi cho đưa đến những cái hình ảnh về cái nhà mới này đến cho quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị nha. Đi coi nhà. Ok quý vị, thì Phương đang đứng ở phía trước cái căn nhà mẫu này. Thì đây là cái căn nhà mẫu số 2. Vài video trước thì Phương đã làm cái căn nhà mẫu số 1 rồi. Cái nhà mà nó có hồ bơi bự phía sau đó. Thì cái nhà mẫu số 2 này thì cái lot size nó nhỏ hơn. Ha. Giá này nó cũng tương đồng thôi, tại vì cái living square feet nó bự hơn. Bên kia là nhà mẫu số 3, cái bên phải của Phương ở nhà 2 lầu đó. Thì cái nhà này nó starting là cũng 1.350.000, diện tích là 4.648 square feet ha. 5 phòng ngủ, 4 phòng rưỡi tắm. Lot size cái căn nhà này thì chắc nó tầm khoảng hơn 20.000 square feet thôi. Nó nhỏ hơn cái nhà bên kia. Cái nhà mà nó có hồ bơi bự, nhà hồ bơi bự bên kia thì nó là 40.000 square feet ha. Cái nhà này cũng nhỏ hơn, chắc cỡ 20 mấy ngàn square feet đó. Các vị thấy cái front yard rất là rộng, các vị thấy cái driveway không? Mọi người cái driveway mình đậu không cũng 10-20 chiếc xe rồi. Cái front yard không á nội, mà bông mà họ trồng đây là rất là đẹp, rất là rộng nè, là cũng là mấy ngàn square feet rồi. Quý vị thấy không, là đủ mình chơi, mình xây một cái căn nhà riêng biệt ở đây rồi đó. Nhưng mà cái này là nhà mẫu, họ xây họ để cho đẹp vậy thôi. Nhưng mà cái nhà mà mình thật sự mình order đó thì nó cái diện tích nó nhỏ hơn quý vị ha. Và nếu mà họ bán hết mấy cái nhà đó đấy, thì họ sẽ bán tới những cái nhà mẫu này. Thì nhà mẫu này đương nhiên nó phải mắc hơn, là tại vì nó có nhiều upgrade, đất nó rộng hơn nha quý vị. Khi nào mà họ bán nhà mẫu này Phương cho quý vị hay hả. Rồi bản thân Phương thì Phương cũng thích mua những cái nhà như thế này, là quý vị là đúng chất là kiểu mà đại gia đó ha. Rồi mình tận hưởng, mình ở đây là mình không cần phải đi đâu hết trơn ha. Giờ mình đi vào cái căn nhà nha quý vị ha. Phương muốn nhắc lại cái cho quý vị là cái khu vực này á, cái community này có tên là Vista Mockingbird Canyon. Builder là TrueMark Home quý vị. Builder này họ chuyên xây những cái nhà luxury home, và cái khu vực này khu vực nằm rất là biệt lập của thành phố Riverside ha. Từ hình như là Van, quý vị đi Freeway 91 á, exit Van Buren á, chạy vô ha, chạy thẳng hoài vô thì chạy qua những cái vườn cam rộng thì nó sẽ tới những cái khu vực này. Quý vị thấy bên trong nó rất là đẹp nè quý vị, nó có nhiều cái upgrade mà vô là quý vị nhìn mê luôn đó. Cái thiết kế của nhà này đó là nó rất là open, rộng rãi, phòng khách cho đến kitchen, và những cái đồ đạc họ xài trong cái nhà này là đều đồ high-end hết. Từ cái kiểu thiết kế, cái màu sắc họ làm cũng rất là hài hòa, nhưng mà nó cũng không kém phần sang trọng quý vị. Cái giá starting là 1.350.000, nhưng mà nếu mà quý vị muốn mà upgrade giống như cái nhà mẫu này á, thì nó cũng phải từ 150.000 cho đến 200.000 nữa ha. Nhưng mà nếu mà quý vị ở đây là đúng cái kiểu mà enjoy luôn, không cần phải đi đâu xa nữa quý vị ha. Đó, cái cửa chính mình đi vào bên đây thì bên này mình có một cái phòng dining room nè ha. Bên phải dining room mình ấy, đi thẳng Phương đi thẳng xuống dưới kia là cái kitchen đó, chỗ chị Helen và bạn Phương đứng ở đó đó. Thì bên này là cái quầy, một cái quầy để đồ, cái bar để rượu ha. Rồi bên này là kitchen, là gồm một cái chỗ bàn dining room ha. Thật sự mình không cần cái bàn dining room này đâu. Nếu mà mình có party thì mình để đồ ngay cái island này nè ha. Rồi mình ăn ở phía trước, mình ăn ở trên cái island này cũng được. Nếu mà đông khách thì giữ cái bàn này ha. Nhưng mà đối với Phương thì đây là một cái chỗ không gian rất là rộng, rất là thoáng để mình có thể sinh hoạt và tiếp khách ở đây. Quý vị thấy là cái kitchen cabinet, kitchen countertop họ cũng làm rất là đẹp, họ phối màu quý vị. Cái màu của nhà, cái trong cái tông nhà đó là màu trắng với màu nâu, quý vị thấy không? Đó, cái dark brown ha quý vị. Rồi sàn họ làm cũng theo cái tông màu đó ha. Đó, quý vị thấy không? Rồi. Và một cái nữa là Phương thích nhất là cái phòng tắm.
những cái nhà này Vân thích nhất là một cái nhà bếp với cái phòng mà tắm, cái master suite á, nó nằm trong cái master bedroom đó quý vị, nhìn rất là mê luôn. Chúc quý vị đi theo Phương ha. Rồi thì bây giờ mình đi từng phòng nha quý vị ha, từng phòng. Ok thì cái khu vực này nó cách cái khu Bosa của mình nó tầm khoảng hơn 1 tiếng quý vị, từ freeway 91 mà quý vị chạy thẳng về ha. Rồi cũng không xa lắm, nếu mà quý vị không có đi chạy lên chạy xuống mỗi ngày, quý vị có thể đi làm ở đây hoặc là làm ở đâu gần gần ở Corona đó. Đó thì cuối tuần quý vị có thể chạy về Bosa đi chợ ăn uống gì đó cũng được, nếu mà quý vị chịu sống ở đây. Thì Phương thấy đã có rất nhiều quý vị để di chuyển lên Corona Riverside ha, họ mua nhà ở đây đó. Thì giá trung bình ở đây thì nó tầm khoảng 500 600 cũng có quý vị, 7 800 cũng có, nó rất là, có rất là nhiều giá. Cái này nó thuộc về dạng high end rồi ha. Đây là cái phòng mà master suite nè quý vị thấy không, là cái phòng mà Phương thích nhất đó. Đó đây là cái closet này, closet là đủ để cho mấy lady là để đồ thoải mái đi luôn ha, đồ hiệu rồi về chắc ở đây là đầy đủ luôn. Cái nhà này họ họ thiết kế theo cái kiểu mà sang chảnh đó, thành ra là đúng theo cái phong cách của những cái người mà của luxury ha, những cái người có tiền đó, họ họ biết cái giá trị của căn nhà và cái giá trị mà để họ sử dụng đó, những cái design, những cái đồ trong nhà ha, họ không tiếc tiền để mà họ làm, họ design giống như vậy. Đây là cái khu vực mà có thể là phòng, một cái phòng khách khác và một cái bàn làm office, là cái bàn làm việc của quý vị có thể ngồi đó làm việc. Bên đây là một cái phòng secondary bedroom ha, thì mỗi cái phòng bedroom này đều có cái một cái nhà tắm riêng ha. Đó, đây là một cái nhà tắm này quý vị ha. Thì thành ra là, và nhà này là nhà một lầu nữa, nhà diện tích rộng thì quý vị có thể ở được nhiều người trong này ha, nhiều thế hệ. Ví dụ như quý vị có ông bà cha mẹ lớn tuổi thì có thể họ ở một phòng đó, rồi quý vị ở một phòng, rồi con cái ở một phòng riêng ha. Đối với cô chú anh chị lớn tuổi thì có thể là khu này nó hơi biệt lập và nó hơi buồn tẻ, nhưng mà quý vị nếu mà đi ra ở ngoài trung tâm Riverside thì nó cũng có những cái khu shopping mall, có những cái khu nhà hàng ăn uống. Chợ Việt Nam thì cách đây cũng 25 phút thôi, ở Corona có một cái chợ Ranch 99, có Costco, có đồ Nhật, đồ hàng đầy đủ hết quý vị. Thành ra là quý vị đừng có sợ ở đây lại thiếu đồ ăn nước uống và sợ buồn nha quý vị ha. Và mình ở một cái căn nhà đẹp như thế này, rộng như thế này và có đầy đủ tiện nghi thì tại sao mình lại buồn quý vị ha. Đó. Thì nói chung ra đó là những cái nhà mà ở Orange County thì mình chú trọng về cái location, trường học, môi trường này nọ, nhưng mà cái khu này nó có cái riêng biệt của nó. Trường học ở đây nó cũng rất là tốt. Tại vì quý vị đã mua cái khu nhà mà nó lên tới tầm 700-800 ở Riverside thì nó cũng giống như là 1,5 triệu ở Orange County vậy đó. Phương bán 2-3 căn nhà trong cái khu này rồi, không phải trong cái khu community này mà cái khu khác, nó cách cái khu này 5-3 phút lái xe ra thôi đó. Thì nó cũng có cái riêng của nó nha quý vị. Ở đây thì không có HOA, thuế á, thì nó tầm khoảng để coi, thuế hình như là 1.1 và nó có thêm special assessment nữa, thì nói chung ra là quý vị trả khoảng tầm 15 cho đến 20.000 tiền thuế một năm ha. Rồi. Nhưng mà quý vị nào có business hoặc là quý vị đi làm thì cái property tax đó mình có thể trừ vào cái standard deduction của mình được nha. Rồi. Ok, quý vị thấy là bên này cũng một cái phòng ngủ nữa ha. Đó, có bathroom đầy đủ rất là đẹp nha quý vị. Rồi. Để đây là cái mà Phương nói với quý vị là Phương thích nhất nè. Cái chỗ master bath này nè, master suite này nè, rất là đẹp. Ở ngoài này có một cái chỗ, hai cái ghế nằm phơi nắng ở ngoài này nữa. Không, tuy là nó không có hồ bơi, có thể quý vị để một cái jacuzzi nhỏ ở đây ha, để hai cái ghế nằm ở đây ha, đi tắm ở đây, còn không mình ra ngoài jacuzzi mình ngồi mình chơi ngoài đó đó, hoặc là cái để cái jacuzzi ở phía cái backyard phía sau cũng được. Cái backyard để chút Phương ra Phương chỉ cho quý vị, nó cũng rộng lắm. Cái nó rất là rộng ha, cái kiểu họ design cái bathtub kế bên cái sink rồi,
Rồi cái shower rất là đẹp và rất là thuận tiện ha. Thành ra là nó rất là hài hòa, nó đồng đều với nhau, không có bị chật, không có bị lấn chiếm, không có bị gì hết ha quý vị. Cái layout họ làm rất là tốt đó, rất là good. Cái thiết kế của họ Phương rất là thích, của cái nhà này tiền nào của đó quý vị đó. Thì đây là khu vực phía sau nè, quý vị thấy là ở phía sau mình có nguyên một cái dàn barbecue á, cái dàn nồi nó không á là cũng 15 20 ngàn, rất là mắc ha. Đó quý vị ở đây mà đại khách là vô tư luôn đó. Nè bên này mình có thể để hai cái bàn ngồi ăn uống ở phía bên ngoài đó, bên này, rồi bên kia là cái barbecue ha. Đây cũng có bàn nè đó, đây mình rất là rộng quý vị, rất là nhiều chỗ sinh hoạt đó. Quý vị có thể để có cái tivi ở đó đó. Bên kia là có một cái bãi cỏ trống nữa, tại vì cái nhà này được cái bề ngang nữa, cái bãi cỏ trống bên kia mình có thể cho con nít ra đùa giỡn ngoài đó ha, con cái có thể sinh hoạt đi vui chơi ngoài bên đó đó. Như nãy Phương nói đó là cái khúc bên này, cái khúc mà bên xa xa bên kia đó là có một cái bãi cỏ đó, quý vị để một cái jacuzzi ngoài đó cũng được, quý vị tận hưởng cái nắng ấm áp tại Cali ha, ngồi đó mình enjoy ăn uống nấu nướng còn gì bằng nữa đúng không quý vị. Thì đây là cho những ai mà có khả năng hoặc là retire, mình có cái nguồn income mình về đây ha, mình mua cái căn nhà này cho nó đúng chất là tận hưởng đó, rồi mình ở đây mình không có bị xô bồ, rất là yên tĩnh và an ninh ha. Đó rồi lâu lâu có thể đi travel, có thể về Bosa ăn uống, đi chợ đều được, đều được hết, ra biển cũng rần quý vị ha, chạy về hướng San Diego thì cũng tầm khoảng trên dưới cũng cỡ 2 tiếng thôi ha. Rồi thì Phương xin dừng ở đây, dừng video đây. Đây là một căn nhà rất là đẹp, tuyệt đẹp mà Phương rất là thích. Thì quý vị nào có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali, Nam Bắc Cali hoặc Houston thì có thể liên lạc với Phương nha quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Bye bye.